hiện tình trạng bán tháo homestay tại Sóc Sơn. Kinh doanh thua lỗ, lo ngại thanh tra với công trình xây trái phép trên đất, một số chủ homestay giao bán cắt lỗ. Trong diễn đàn mua bán bất động sản vùng ven, môi giới tên mở, chào bán lô đất rộng gần 1.000m2 tại Minh Trí, Sóc Sơn. Theo giới thiệu của môi giới, lô đất này đã có sẵn nhà, ao đẹp, vị trí gần hồ đồng đỏ và khu công nghiệp. Giá chỉ nhìn 1 tỷ, tức tương đương khoảng 1 triệu đồng trên mét vuông. Trên trang mua bán bất động sản, mảnh đất diện tích gần 1.500m2 tại xã Tân Minh, Sóc Sơn được chào bán gấp với giá hơn 7 triệu đồng trên mét vuông. Anh Nguyễn Lộc, môi giới ở Sóc Sơn, cho biết tôi thấy lượng người bán homestay, đất làm homestay tại Sóc Sơn với tăng nhiều trong vòng 2, 3 tháng trở lại. Không ít lô đất đang bán với giá chỉ dao động 1 đến 2 triệu đồng trên mét vuông. Nhưng chủ yếu đây là đất không sổ đỏ, mua bán giao dịch bằng giấy tờ viết tay. Còn đất có sổ, giá bán khoảng 6 đến 8 triệu đồng trên mét vuông. Môi giới này cũng cho biết, khoảng hơn một năm trước, đất làm farm Tây, homestay tại Sóc Sơn được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đặc biệt ở khu vực gần hồ, có lợi thế cảnh quan, giá từng tăng 50-200% đến chỉ trong thời gian ngắn. Thế nhưng đến giữa năm 2023, thị trường homestay ở khu vực vùng ven Hà Nội biến động khá mạnh. Anh Lộc cho biết, hiện tại, nhiều chủ đất đang giao bán gấp. Theo tôi quan sát, một nhóm người bán homestay do ban đầu dự tính mua để đầu tư kinh doanh cho thuê. Nhưng đến khi đầu tư nhà, cảnh quan xung quanh và đi vào vận hành mới nhận thấy tìm được khách thuê đều đặn rất khó. Tỷ suất lợi nhuận tưởng lớn nhưng thực tế muốn duy trì ở con số 7 đến 8% năm cũng đã khó khăn. Đầu tư homestay phải dành thời gian nhiều, công sức lớn và sự kiên trì. Trong khi, nhiều người vay lãi ngân hàng, áp lực trả nợ không nhỏ. Một lý do lớn khác đó là hiện Sóc Sơn đang đẩy mạnh gây gắt thanh tra, xử lý công trình xây dựng vi phạm trên đất. Vì thanh tra nên nhiều homestay không thể đón khách, không có khách thì đồng nghĩa không có tiền. Một số chủ homestay cũng lo bị ảnh hưởng, thanh tra, bị thu hồi nên mạnh tay giao bán. Trước đó, ông Phạm Quang Ngọc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã khẳng định trong tháng 8 và tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn sẽ phá rỡ những công trình vi phạm xây dựng dọc con đường bê tông lên đỉnh đồi Dõng Trung. Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã xảy ra 60 trường hợp vi phạm đất đai, vi phạm trên đất, diễn ra ở hai xã Minh Phú, Minh Chí. Ngoài ra, huyện Sóc Sơn cũng giao chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Chí cưỡng chế 6 công trình sai phép và giải tỏa các lều lán xung quanh hồ Đồng Đỏ. Đánh giá về thực trạng nhiều người bán tháo homestay, ông Nguyễn Văn Đính, chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam từng cho rằng, việc đầu tư tràn lan, không tính toán đã gây ra hiện tượng vỡ trận, khiến nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường. Vị này cho rằng, việc xây homestay cho thuê đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức về làm dịch vụ, vận hành, tính toán tỷ suất đầu tư trong khi đó tâm lý chỉ cần mua đất xây nhà và cho thuê lợi dụng địa hình cảnh quan mặc nhiên nghĩ sẽ thành công là sai lầm đó là lý do mà homestay mọc lên như nấm nhưng lượng homestay cho thuê đều đặn thu dòng tiền thường xuyên không lớn nhất là nhóm nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính khi thu không đủ bù chi dễ rơi vào cảnh mất trắng